Xin chào quý anh em nha. Hôm nay mình hướng dẫn cho anh em những cái này nào mà chưa biết á, mà bị cái iPhone nó bị vô hiệu hóa nha anh em. Thì cái này là do mình nhập mật khẩu màn hình á, sai nhiều lần nha anh em. Thì nó sẽ bị cái hiện tượng này nha. Thì vô hiệu hóa cái đáng nhất. Bây giờ muốn cái này mấy anh em mình muốn mà xử lý nó thì cái tiên quyết là anh em phải nhớ tài khoản iCloud nha. Cái thứ nhất là phải nhớ iCloud, cái thứ hai hoặc là các bạn không cài iCloud thì anh em mình chạy phần mềm lên nó sẽ bỏ được cái lỗi này nha. Đây là hướng dẫn cho những anh em mình là user chưa sử dụng, mới sử dụng iPhone mà bị nha. Còn những anh em nào mà biết rồi thì bỏ qua nha. Thì đây, anh em cài cho mình cái ứng dụng này đây nha, cái ba u tool nè anh em, mở nó nha. Thì anh em mình mở lên thì nó ra giao diện như thế này ha, ra giao diện như thế này nha. Rồi để bây giờ mình đưa về để u cái máy iPhone 4 này nha. Đây là cái con iPhone 4 anh em, xử lý nó là con Android iPhone 4 nha. Đây, trên không có vạch này, nó chỉ có một vạch dưới thôi. Rồi để mình xử lý nha. Thì anh em mình cắm cáp vô nha, một đầu vô cổng USB của máy tính, một còn rồi mình cắm vào đây nha. Đó, anh em thấy nó báo sạc nha. Báo sạc thì anh em mình giữ dùng nút nguồn và nút home nha, đồng thời nha. Anh em giữ đồng thời giùm mình. Đó, khi mà anh đeo thì anh bỏ màng, bỏ cái nút nguồn ra. Vẫn giữ im nút home nha. Rồi, giờ chúng ta quan sát cái màn hình máy tính nha. Rồi đây anh em, đó máy tính mình nó sẽ ra cái hiện tượng này nha. Đó là đã kết nối cái thiết bị về chế độ DFU. Đó firmware thì mình sẽ chọn cái firmware của nó, mình chọn cái cao nhất đi anh em, là cái 13.2 này, thôi 13.1 đi, cái này đi 13.1 này, còn download nha anh em. Rồi anh em để ý nha, nó sẽ đang download đây này, nó đang chạy này anh em. Thì bây giờ mình sẽ để ý cho nó chạy về 100% nha anh em, 1% này đó. Khi nào nó đủ 100% là mình sẽ bắt đầu flash đó nha. Rồi anh em mình chờ xíu nha, được 77% rồi nha anh em. Cái cách chạy phần mềm này là cái cách chạy phần mềm của iPhone này là mới nha anh em. Cái loại này ngày xưa là chạy bằng iTunes, bằng cái iTunes chính gốc của iPhone, nhưng mà hôm nay mình thấy cái phần mềm nó chạy nó hay bị lỗi quá nên mình đổi qua cái ba iTunes này mình chạy. Thì anh em nào nếu mà chưa biết á thì chạy phần mềm này nha anh em, vô cái ứng dụng này làm rất là nhanh gọn nha anh em. Chỉ việc kết nối máy tính với điện thoại xong đưa về DFU, để vô xong thì anh em tải cho mình firmware về, tải firmware xong thì anh flash, bấm flash là nó chạy nha anh em. Rồi mình chờ thêm một tiếng nữa nha anh em, 97% rồi anh em. Ok, rồi như vậy là nó đã về rồi nha anh em. Đây 4G2 nó mới chạy qua đó, coi thử coi nó lắp chưa. Rồi anh em mình chọn bấm lắp nha anh em, lại này đó,
em bấm flash rồi ha, xong bấm flash luôn nha cho nó chạy ra. Nó đã kết nối rồi này đó. Rồi bây giờ nhiệm vụ mình là ngồi chờ nha, phần trăm nó chạy anh em có thấy không đó. Đó là đây, nó đây. Đó, 5%, 6% anh em, đó nó chạy từ ha. Đây, mình cứ chờ một xíu, 100% hả? Đó, nó đang chạy ra em. Anh em mình chờ xíu nha, nó đang chạy đó. Nói chung chạy flash lại con iPhone thì dòng iPhone 4 trở lên làm cách này ok nha anh em. 3, 4 gì nói chung làm cách mới là rất ok, dễ làm. Cài driver đó thì cũng dễ, anh em chỉ việc download cái i3 Wutun này về. Thì tí nữa để mình để cái link cho anh em tải luôn nha, cái 3 Wutun đây. Xong anh em tải về xong cái là anh em cài vô máy tính xong là máy mình iPhone mình bị lỗi thì anh em cứ việc cắm cáp và chạy thôi nha. Nó rất là đơn giản, đưa về đẹp u là anh em bấm được như cách của mình này ra làm. Rồi anh em mình chờ xem xí nữa nha, 80% nha anh em. Rồi coi thử cái điện thoại mình này. Đó, nó còn chạy được quá nữa rồi anh em, 80%, chút xíu nữa nha, 99% anh em, chuẩn bị ha. Thì cũng cảm ơn anh em theo dõi video tới giờ phút này nha, đang gần hoàn thành rồi anh em. Thì video mang tính chất hỗ trợ những anh em chưa biết flash con iPhone nha anh em. Còn những anh em nào đã biết rồi thì xin bỏ qua nha. Chứ cũng có rất nhiều anh em đã biết, nhưng mà mình biết thì mình chia sẻ cho cộng đồng anh em đã biết để mà làm tại nhà nha. Chứ cũng rất nhiều anh em chưa biết đến cái công cụ flash này, thì mình cũng biết được thì chia sẻ rộng rãi cho anh em để anh em mình lỗi cái iPhone thì biết xử lý. Tại vì đa số cái iPhone thì bây giờ anh em nào cũng có tài khoản iCloud. iCloud thì anh em nào cũng có, nên là mình làm cái clip này thì để những anh em có cái tài khoản đấy mình tự xử lý luôn. Rồi ok, nó báo là đã thành công và cái phần mềm mới đã hoàn thành, flash đã hoàn thành đó anh em. Thì mình coi cái điện thoại mình thử nha. Đó, anh em chờ một xíu thì nó sẽ cái điện thoại của mình này, đó nó lên logo trái táo này anh em. Anh em chờ xíu nha. Đó, nó đang khôi phục cái máy đó anh em. Để làm xong thì mình sẽ bỏ một cái sim vô và mình thiết lập từ đầu cho anh em coi luôn nha. Thì xong clip này thì vài clip sau mình sẽ làm tiếp một clip là tạo tài khoản ID Apple cho anh em chưa biết nha, tạo một tài khoản mới để mình có những clip bán iPhone cũ á, hoặc là những clip bán iPhone thì anh em mình biết cách để mình làm một cái tài khoản ID Apple cho riêng mình để mình xử lý nha. Thì những cái anh em hay là những cô chú lớn tuổi á cũng mua điện thoại về nhưng mà tài khoản thì nhiều khi mình quên tạo á, thì mấy chú về làm khá có bị khó khăn. Thì thông qua cái kênh YouTube của mình thì mình cũng chia sẻ luôn cái cách tạo tài khoản ID Apple. Và anh em mình đi ngang kênh này cần cái những cái thông tin gì, những cái cách gì về iPhone thì nếu mà
cần trao đổi thì cứ comment phía dưới video nha, mình sẽ biết thì mình sẽ chia sẻ cho anh em. Anh em nào chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh và cho mình một like, một đăng ký kênh nha anh em, để mình có động lực làm tiếp những video tiếp theo nha. Rất cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi đó anh em. Ok đó, mình lên tới đây là gần như là mình đã hoàn thành. Bây giờ mình sẽ lấy một cái sim bỏ vào để thiết lập nha anh em. Thì tới đây thì mình có quyền rút cáp ra nha anh em đó. Rút cáp ra bỏ đi cho nó làm cho nó thoải mái. Rồi mình bỏ sim ra ha. Bỏ sim có sáng mới thiết lập được nha anh em, chú ý nha. Không có sim là không có thiết lập vô được đâu. Đó, anh em mình chờ một tí cho nó nhận sim nữa. Nó đang tìm kiếm đó. Hình như cái máy này nó bị mất sóng anh em. Mình bỏ sim rồi mà chờ mãi không có ra sóng nha. Mình thiết lập luôn thôi. Thiết lập tới đây thì anh em cũng biết là bỏ sim nó có sóng bình thường này cứ vô thôi nha. Mình chọn wifi nha mình. Không được anh em ơi, giờ cái máy nó mất sóng mẹ rồi, nó có sóng là nó không cho kết hợp nha. Thì video tới đây thì gần như cũng đã 99% là hoàn thành nha anh em. Cứ anh em bỏ sim vô mà nó có sóng bình thường thì anh em cứ kết hợp nha, là ok nha. Rồi cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi video, hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại.